Mình tên là Tường Linh. Hiện tại thì là full time mommy. Một bé là 9 tuổi, một bé là 5 tuổi. Bé lớn thì rất là thích, nói là con rất thích mẹ trở thành ca sĩ. Còn bé nhỏ thì không, con không thích. Tại vì mẹ đi cho nên là không thích đâu. Mẹ đừng làm ca sĩ. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ông bắt bướm bên góc cạnh bờ ao, tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở đó chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình đàn. Okay, em rung, em nervous nhưng mà cái giọng em rất lắm. Em có muốn hát bài khác không? Có muốn thử bài khác không? Muốn không? Vậy thì em lựa bài gì để anh Ngọc anh đàn cho em liền. Em muốn thử bài Duyên Phận có được không ạ? À, rồi Duyên Phận tiếp. Em thấy sao làm gì mà cô bé đó bị rung như vậy? Em ngồi ngay giữa nè. Anh làm gì mà em sợ dữ vậy? Duyên Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Rồi quay qua đây hát, đừng có quay qua anh đó. Tự tin nha. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Rồi, được rồi, em cảm ơn em. Bà này chị thấy em đỡ rung hơn. Cảm ơn em. Dạ, cũng biết. Chúc em may mắn. Giọng của em rồi. Đón xem SBTN Voice được phát hình vào lúc 1:30 chiều Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 trên hệ thống truyền hình SBTN. Hãy theo dõi trang Facebook SBTN Voice để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. SBTN.